Nói tới làn da đẹp là phải nói tới đất nước Hàn Quốc. Glitz Purple Mask chính là một trong những bí quyết để giữ gìn nét đẹp đó. Glitz Purple Mask chứa dưỡng chất từ trái cây giúp cung cấp vitamin, các bong bóng oxy nhỏ thâm nhập sâu vào lỗ chân lông giúp làm sạch và tẩy tế bào da chết, mụn trứng cá, mụn đầu đen và các tạp chất khác, cùng lúc giúp chống viêm, kháng khuẩn và tái tạo tế bào da. Glitz Purple Mask tạo thành mặt nạ bong bóng phù hợp với mọi loại da, giúp da mềm mại, dịu dàng.